Bạch Thế Tôn, vì pháp môn giải thoát không rốt giáo xa lìa, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng rốt giáo xa lìa. Bạch Thế Tôn, vì bậc cực hỷ rốt giáo xa lìa, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng rốt giáo xa lìa. Bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt rốt giáo xa lìa, sáu phép thần thông cũng rốt giáo xa lìa. Bạch Thế Tôn, vì mười lực Phật rốt giáo xa lìa, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng cũng rốt giáo xa lìa bạch thế tôn vì pháp không quên mất rốt giáo xa lìa tánh luôn luôn xả cũng rốt giáo xa lìa bạch thế tôn vì trí nhất thiết rốt giáo xa lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng rốt giáo xa lìa bạch thế tôn vì tất cả pháp môn Đà la ni rốt giáo xa lìa tất cả pháp môn tam ma địa cũng rốt giáo xa lìa bạch thế tôn vì tất cả hạnh đại bồ tát rốt giáo xa lìa bạch thế tôn vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt giáo xa lìa. Bạch thế tôn, vì trí nhất thiết trí cũng rốt giáo xa lìa. Bạch thế tôn, nếu pháp rốt giáo xa lìa, thì pháp ấy chẳng nên tu, cũng chẳng nên hủy hoại, cũng chẳng nên dẫn dắt. Bát nhã ba la mật đa sâu xa rốt giáo xa lìa, nên chẳng nên dẫn dắt. Bạch thế tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa đã rốt giáo xa lìa. Thì tại sao có thể nói Đại Bồ Tát nương bát nhã ba la mật đa sâu xa Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột Bạch Thế Tôn, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật Cũng rốt giáo xa lìa Thì tại sao Địa Pháp mà có thể chứng Pháp lìa? Vì vậy, đối với bát nhã ba la mật đa Chẳng nên nói chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột Hết quyển thứ 341